Baby bus. Người bảo vệ, có một trận động đất và mọi người đang cần sự giúp đỡ. Hãy nhanh chân và giúp đỡ người khác. Trước khi đội cứu hộ đến khu vực thảm họa, họ phải tìm hiểu rõ tình hình thực tế để chuẩn bị công tác cứu hộ. Cả nhóm, hãy theo mình. Ôi không, cháy rồi. Hãy chạy ra khỏi đó theo hướng ngược lại với ngọn lửa. Hãy che miệng và mũi bằng khăn tay hoặc quần áo. Khói bốc lên rồi, hãy cúi xuống hoặc co mình khi bạn di chuyển về phía trước để tránh bị ngạt khói. Không được dùng thang máy trong trường hợp hỏa hoạn. Ngọn lửa chưa lan xuống tầng trệt, mau chạy xuống cầu thang. Tuyệt lắm, các bạn đến rồi. Thưa thị trưởng, tình hình tòa nhà này hiện ra sao ạ? Nhà kho ở đằng kia đang bốc cháy và mình vừa mới biết điều đó. Có rất nhiều hàng hóa quan trọng bên trong nhà kho và chúng mình phải mau di chuyển chúng thật nhanh. Hãy hít thật sâu, thị trưởng. Hàng, trước tiên chúng ta hãy dập lửa đã. Sau đó sẽ di chuyển hàng hóa. Không vấn đề gì cả. Kéo qua cửa cứu hỏa ra được dập lửa. Dập lửa nhanh nhất có thể. Dập lửa nhanh nhất có thể. Tuyệt lắm, ngọn lửa đã được dập tắt. Chúng mình hãy vào trong nhà kho và bắt đầu di chuyển hàng hóa nào. Ôi không, cửa sắp sập rồi, chúng mình phải gia cố lại cửa thôi. Không có đồ vật để chống đỡ khung cửa, hãy thêm các vật đỡ cách trên vào các khe hở đi. Chúng mình cũng sẽ phải đóng đinh các tấm ván vào bốn góc của khung. Làm rất tốt. Giờ hãy vào bên trong và bắt đầu di chuyển hàng hóa nào. Thực phẩm và nước uống hiện đang rất khan hiếm trong khu vực thảm họa. Xác định vị trí các thực phẩm này, sau đó sắp xếp chúng vào các nhóm tương ứng. Chúng ta hãy di chuyển các thùng này đi nào. Chúng ta hãy di chuyển các thùng này đi nào.
di chuyển các thùng này đi nào. Không phải cái này nhé. Chúng ta hãy di chuyển các thùng này đi nào. Cảm ơn các bạn nhiều lắm đội cứu hộ. Các bạn đã bảo vệ được nhiều hàng hóa cho chúng tôi trong một tình huống nguy hiểm như vậy. Đây là huy hiệu dũng cảm dành cho các bạn. Cứu hộ tại tòa nhà dân cư. Đội cứu hộ, Whisker vẫn đang bị mắc kẹt trong tòa nhà đó. Xin hãy cứu cậu ấy. Đừng lo thị trưởng, chúng tôi sẽ giải quyết việc này. Thời gian sắp hết rồi, hãy bắt đầu ngay nào. Chúng mình bắt đầu tìm kiếm từ mái nhà nhé. Các máy dò âm thanh được sử dụng để định vị giọng nói của Whisker khi cậu ấy gọi người giúp đỡ. Đặt máy dò ở đúng vị trí theo các số được hiển thị. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Kết nối dây cáp với mái dò. Các tín hiệu âm thanh ở vị trí này rất mạnh và đều. Whisker có thể đang ở đó. Chúng mình cần kiểm tra lại xem liệu Whisker có ở dưới đó không. Đấy là một máy dò quan học được sử dụng để quét các tín hiệu của sự sống. Đưa camera của máy dò qua khe hở và chúng ta sẽ có thể xác định vị trí của Whisker trên màn hình. Whisker ở đâu? Đấy không phải là Whisker. 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 Chúng ta vẫn chưa tìm thấy Whisker. Điều chỉnh camera và nhìn kỹ một lần nữa. Đấy không phải là Whisker. Đấy không phải là Whisker. Cậu ấy đây rồi. Cậu ấy đã gõ vào bề mặt theo nhịp điệu như cách cửa tín hiệu SOS vậy. Hãy đến cứu cậu ấy đi. Nhanh chóng cắt tấm xi măng để mở một lối đi cứu hộ. Lắp giá ba chân. Hãy đến giúp nâng tấm xi măng lên nào. Tuyệt vời, bây giờ chúng ta đã có một lối đi cứu hộ. Bây giờ chúng ta hãy mang thiết bị cứu hộ vào và đi xuống đó cứu Whisker nhé. Nhanh chóng tìm các dụng cụ cứu hộ cần thiết nào. Dây đai an toàn. Miếng bảo vệ đầu gối và cổ tay. Đèn pin. Mũ bảo hộ. Móc treo dự phòng. Găng tay. Áo cứu hộ. Mau giúp mình mặc các thiết bị cứu hộ với. Sau đó chúng mình có thể nhanh chóng cứu Whisker. Dây đai an toàn. Găng tay. Đèn pin. Móc treo dự phòng.
áo cứu hộ. Miếng bảo vệ đầu gối và khuỷu tay. Mũ bảo hộ. Cảm ơn bạn, mình đã mặc xong thiết bị cứu hộ. Và bây giờ chúng mình hãy đi xuống cứu Whisker nào. Giữ an toàn khi bạn đi xuống. Whisker, chúng mình xuống cứu bạn đây. Cảm ơn các bạn. Mình đã liên tục gõ vào cây gậy sắt để tạo ra âm thanh với hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy mình. Bạn làm tốt lắm. Đến đây nào, chúng mình hãy cùng đi lên trên. Ok. Các bạn đã vất vả rồi được cứu hộ. Các bạn thực sự là những người anh hùng vì đã cứu Whisker. Đây là huy hiệu dũng cảm dành cho các bạn. Cứu hộ tại trường học. Được cứu hộ, hãy đến cứu chúng tôi đi. Hô hô, đã mất tích rồi. Cô Mai Mai, chậm lại một chút. Điều gì đã xảy ra với Hô Hô vậy? Cô đã bảo các em hãy đến một nơi an toàn khi động đất xảy ra. Nhưng cô phát hiện ra Hô Hô đã mất tích và cô chỉ có thể tìm thấy chiếc mũ của cậu ấy.